Quang Đậu xin chào các bạn. Hôm nay thành phố Phan Thiết đã giãn cách rồi. Nhân dân Phan Thiết cùng cả nước và cả thế giới đồng lòng đứng lên để đánh thắng giặc Covid. Hôm nay Quang Đậu cũng không nói nhiều, và trong những lời và những ca từ của Quang Đậu thì mình cho rằng ở đây là những ca từ này giống như là khẩu hiệu mà những ngày này Quang Đậu nhà nghỉ cũng đóng cửa rồi. Theo cái chỉ thị 16 này thì tất nhiên là mình tự phòng thân và tự giải quyết những vấn đề về kinh tế và giúp cho nhân loại trên trái đất này, và cùng thành phố Phan Thiết hưởng ứng cho cái việc chống Covid thành công tốt đẹp. Và hôm nay Quang Đậu sẽ có những câu là rất ngắn, hát cho vui, cho nó vơi buồn đi, và cũng cùng với anh em bạn bè trong gia đình Facebook và ngay cả trên YouTube có đôi lời chúc các bạn và gia đình vui khỏe và bình an trong thời Covid này. Xin chào các bạn, và các bạn sẽ nghe mình hát. Hát không hay nhưng cứ hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.